Trong thế giới đồng hồ cao cấp, mỗi chiếc đồng hồ không chỉ đơn thuần là công cụ xem giờ mà còn là tác phẩm nghệ thuật thể hiện sự tinh tế, đẳng cấp và đam mê của người sở hữu. Một trong những minh chứng rõ nét nhất cho điều này chính là mẫu đồng hồ Hublot Big Bang One Click Sapphire Diamond 39mm 465GX4902RX1204. Điểm nổi bật đầu tiên và dễ nhận thấy nhất của dòng đồng hồ này là lớp vỏ được chế tác hoàn toàn từ sapphire, không chỉ tạo ra một vẻ ngoài trong suốt, chất liệu sapphire còn cho phép người dùng có thể chiêm ngưỡng từng chi tiết máy một cách rõ ràng. Điều này thể hiện sự tinh xảo trong thiết kế mà còn chứng minh kỹ thuật chế tác vô cùng cao siêu. Sự độc đáo của vỏ sapphire càng được làm nổi bật hơn qua việc kết hợp tinh tế với vành bezel thép đến 42 viên kim cương cao cấp lấp lánh và xa xỉ. Sự xuất hiện của 6 chiếc đinh vít titanium với đầu hình chữ H đặc trưng làm tăng thêm dấu ấn của thương hiệu. Với đường kính 39mm, chiếc đồng hồ này trở thành lựa chọn hoàn hảo cho cả nam và nữ, phá vỡ mọi ranh giới giới tính trong thế giới đồng hồ cao cấp. Mặt số của chiếc đồng hồ này không kém phần đặc biệt với thiết kế trong suốt, loại bỏ mọi chi tiết thừa, chỉ giữ lại 12 cọc số ở viền ngoài và 2 cây kim giờ phút được phủ chất phản quang. Điều này không chỉ giúp người dùng dễ dàng quan sát bộ máy bên trong mà còn dễ dàng xem giờ trong bóng tối. Kỳ lân luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.